Bây giờ thì chúng ta hãy tìm hiểu đúng về đặc tính của Pitbull nha. Theo thường lệ thì má bự sẽ nói về mức độ rụng lông là 3/5. Nhưng mà đối với Pitbull thì chắc cũng không ai quan tâm tới mức độ rụng lông đâu. Mức độ năng lượng của chú Pitbull này là 4/5. Thì chúng cũng có nhu cầu vui chơi và cũng khá là năng động. Mức độ dễ dạy của Pitbull là 3/5. Thì chúng cũng không đến mức là quá khó dạy. Ok, mức độ chăm sóc thì chỉ có 1/5. Sức khỏe tốt, bộ lông ngắn, chúng ta không cần phải chăm sóc gì nhiều cả. Và mình tin rằng các bạn nhắc tới Pitbull thì sẽ quan tâm nhất về mức độ thân thiện của chúng. Thật ra thì mức độ thân thiện của chúng đối với trẻ con là 5/5 luôn. Tuy nhiên là lịch sử lâu đời thì Pitbull được tạo ra để mà tham gia các cuộc chọi chó và sẽ sống còn trong các cuộc chiến đấu đó. Nên hẳn là chúng đã có một cái bộ gen hiếu chiến trong người rồi. Khoan, hãy kết luận về cái tính cách của giống chó này mà hãy hiểu rằng khi mà mình chọn nuôi giống chó này là chúng ta sẽ có mục đích như là giữ nhà nè, bảo vệ tài sản. Nên hiểu rằng khi mà đã nhận nuôi Pitbull thì chúng ta phải có thời gian để dạy dỗ rất là nhiều và dạy dỗ từ nhỏ. Nếu như bạn là một người chủ có trách nhiệm thì Pitbull cũng là một giống chó rất đáng yêu và rất có ích đó nha.